Trong số các cầu thủ đã ra sân tại World Cup 2022, không ai đi bộ nhiều bằng Messi. Đây là câu chuyện hết sức nghiêm túc và chính xác. Messi hiện giờ à? Tôi từng đối đầu với Messi thực sự trước đây và tin tôi đi, cậu ta khiến tôi phải khóc gọi cho mẹ. Thời điểm ấy Messi giỏi đến mức mà bạn không thể nào bắt được kịp cậu ấy. Nhưng giờ thì bạn có thể rồi. Đó là lời nhận xét mà Rafael van der Vaart đưa ra trên sóng kênh truyền hình NOS của Hà Lan khi được hỏi về Lionel Messi tại World Cup 2022. Và không phải vô cớ mà người Hà Lan lại quan tâm tới Messi đến vậy, vì Argentina vừa chính thức trở thành đối thủ của họ ở vòng tứ kết sau khi loạt trận đấu sớm của vòng 1/8 kết thúc với phần thắng của Albiceleste và Orange. Nhận xét của Rafael van der Vaart là không sai, vì hình ảnh mà người ta thường thấy nhất ở Messi trên đất Qatar là những màn tản bộ thong dong, trong khi các đồng đội chạy thì chối chết. Nhưng tất cả đều có lý do của nó. Ở lần gần nhất Argentina gặp Australia trước đó, trong trận đấu giao hữu diễn ra hồi tháng 9 năm 2007, Messi chỉ là một anh chàng 20 tuổi. Còn giờ, anh đã bước qua tuổi 35 và cái tên duy nhất còn sót lại từ trận đấu ở Mel. Hơn 15 năm trôi qua kể từ trận đấu giao hữu với Australia, Messi lại chạm trán với Socceroos. Vậy mà Rafael van der Vaart, người đã treo giày ở tuổi 35, lại châm biếm một cầu thủ cũng 35 tuổi nhưng đang góp mặt ở kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, anh chàng ấy vẫn đang chơi thi bóng đá đỉnh cao và ở trận đấu rạng sáng chủ nhật ngày 4 tháng 12 còn đánh dấu hàng loạt các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Màn tái ngộ với Australia chính là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của Messi dưới cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, một con số thực sự là đáng nể. Ở 999 trận đấu trước, El Bunga đã có cho mình 788 bàn thắng, 338 đường kiến tạo cùng 41 danh hiệu. Và trong ngày chạm mốc 1000 trận, anh lại tiếp tục lập nên những kỷ lục khác. Với cú cứa lòng tung lưới thủ thành Matthew Ryan của Australia, Messi đã có pha lập công đầu tiên cho đội tuyển Argentina ở một vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh tại những vòng knock-out của các kỳ Mundial chỉ là 4 đường kiến tạo, đều tại các vòng 1/8 ở các năm 2010, 2014 và 2018. Không chỉ vậy, Lionel Messi còn vượt qua huyền thoại Diego Maradona 8 bàn để trở thành chân sút xuất sắc thứ 2 của Albiceleste tại vòng chung kết World Cup với 9 bàn thắng, chỉ còn kém Gabriel Batistuta 10 bàn. Trên mạng xã hội, Twitter đang lan truyền bức ảnh các fan Argentina có hành động tôn vinh Messi như chúa sau khi anh tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Australia. Trên trang Twitter cá nhân, nhiều fan cảm thấy ấn tượng trước hành động này. Tôi có cảm giác cổ động viên Argentina đang cúi đầu trước chúa Messi, một hành động đẹp và cũng rất đáng trân trọng. Tình cảm của người dân Argentina dành cho Messi thực sự là đặc biệt. Không thể không nổi da gà khi cả đám đông cúi đầu và hô vang tên Messi. Xem Messi thi đấu như là một món quà từ chúa vậy. Các anh ấy di chuyển, truyền bóng và dứt điểm thật là dễ dàng. Thành thật mà nói, điều đó thực sự là ngoạn mục. Mỗi khi anh ấy chạm bóng, cứ như thể Picasso vừa vẽ nên một kiệt tác mới vậy. Nếu bóng đá là một tôn giáo, Lionel Messi sẽ là chúa của nó. Messi có lẽ đáng được tôn thờ, thiên tài được chúa phái xuống trần gian. Quay trở lại với câu chuyện chuyên môn, tất nhiên sẽ thực sự là dễ dàng nếu nói rằng đến tuổi của Messi, công việc chính của hầu hết các danh thủ là ngồi đếm các kỷ lục. Thực tế là ngay ở các kỳ World Cup này, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain còn có thể xô đổ một loạt các cột mốc khác. Nhưng khác với những công thần chỉ ra sân để lập kỷ lục, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Argentina. Giống như 3 trận đấu vòng bảng, Lionel Messi cũng dành phần lớn thời gian để đi bộ quanh sân đấu ở trận đấu gặp Australia. Tuy nhiên, mỗi lần anh tăng tốc là khung thành của đối thủ lại chao đảo. Messi đã mở tỷ số cho Argentina với một cú cứa lòng sở trường, đưa bóng đi chìm vào góc xa. Nhưng điều đáng nói hơn là ngay trước đó, anh là người gây bất ngờ gây sức ép khiến cho Azib Behic đưa bóng đi hết đường biên dọc và cũng chính anh thực hiện quả đá phạt dẫn đến bàn thắng sau khi hậu vệ của Australia tiếp tục phạm lỗi với Papu Gomez. Và trái ngược với hình ảnh vật vờ trong hiệp 1, người ta được thấy một Messi đầy sống động ở nửa sau của trận đấu. Lionel Messi đã thực hiện một cú solo qua 5 cầu thủ và đến tận vòng cấm của Australia ở giữa hiệp 2. Và khi trận đấu dần đi đến những phút cuối, anh tiếp tục có hai pha cầm bóng hút người rồi chọc khe cho Lautaro Martinez. Nhưng đáng tiếc là tiền đạo này đều đã bỏ lỡ. Chỉ cần một trong số những tình huống ấy trở thành bàn thắng, người Argentina đã không phải sống trong sợ hãi suốt 7 phút bù giờ của trận đấu ở sân Ahmed Bin Ali. May cho Argentina, thắng lợi 2-1 vẫn đủ để cho họ vượt qua Australia để lọt vào tứ kết. Nhưng thật không may cho Hà Lan của Rafael van der Vaart vì Messi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi tản bộ đến ngôi đền của các huyền thoại. Trận đấu giữa Argentina và Australia ở vòng 1/8 World Cup 2022 xứng đáng là show diễn của Messi. Số 10 của Argentina gần như đã làm tất cả mọi thứ, ghi bàn, truyền bóng, kiến tạo, thậm chí cả hỗ trợ phòng ngự. Huấn luyện viên Graham Arnold của Australia sau trận đã thừa nhận sự vượt trội, đáng sợ đến từ El Bunga. Cụ thể, ông Arnold cho biết,
Messi thực sự là phi thường, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử và chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để vô hiệu hóa cậu ấy. Tôi đã có vinh dự được chơi cùng Diego Maradona và giờ khi đã làm huấn luyện viên, tôi có cơ hội đối đầu với đội bóng của Messi. Argentina nên tự hào vì có những cầu thủ tầm cỡ như vậy. Huấn luyện viên Australia cạn lời khi khen Messi. Một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Argentina giữa hai thế hệ của Diego Maradona và Lionel Messi là Juan Riquelme. Không phải ai cũng khen hoặc trọng dụng ngôi sao này. Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Riquelme bao gồm 3 năm mờ nhạt, chủ yếu chỉ được đá chính ở cúp quốc gia trong màu áo của Barcelona. Ngoài ra là những lần xen kẽ chơi cho Villarreal, Boca Juniors, Argentinos Juniors và hơn 50 lần khoác áo đội tuyển Argentina. Vâng, ngay cả đội tuyển quốc gia cũng ít dùng Riquelme, dù anh được xem là ngôi sao lớn nhất, là thủ lĩnh Argentina tại World Cup 2006. Có Riquelme trong đội hình, Argentina là ứng cử viên vô địch nặng ký. Dẫn trước 1-0 khi gặp Đức ở vòng đấu tứ kết, Argentina rút Riquelme ra khỏi sân. Đức gỡ hòa muộn màng, rồi thắng loạt sút luân lưu. Người ta không dùng hoặc chê Riquelme bởi chính cái đặc điểm có vẻ lười, rất giống những gì Messi đang thể hiện tại World Cup lần này. Riquelme không chạy một cách vô nghĩa, anh đã truyền là phải đọc, phải quan sát kỹ và phải phán đoán tình huống thật hay. Nhưng không sai khi người ta tường thuật, Riquelme gần như chỉ đi bộ trên sân. Ngày xưa, huyền thoại Gerd Müller của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich cũng có lối chơi như vậy. Ông chỉ đi bộ, luôn có vẻ vô hại đối với hàng thủ của đối phương. Ông chỉ truyền ngang hoặc truyền về trong phạm vi vài mét. Ông bị quên lãng ngay trên sân. Thế rồi, như từ dưới đất chui lên, Müller bỗng có mặt đúng lúc, đúng chỗ và lập tức ghi bàn. Muốn nói Messi đang thể hiện nghệ thuật đi bộ tại World Cup lần này cũng được. Nhưng với một hành trình không thể thuận lợi hơn ở giai đoạn knock-out, có khi phải nói rằng Messi đang đi bộ đến ngôi vô địch World Cup năm nay.